Không hơi bạn. tìm một chỗ nghỉ trưa. Anh em có thấy ai đây không? À, đây là anh Sơn chủ máy của mình. Hôm nay xin chào tất cả anh em nhá. Mình anh em có máy tốt nhất là bán bớt đi. Bán bớt đi. Mình hôm nay sẽ làm một cái video chuyển máy xúc đến để làm một cái công trình mới này. Thì bây giờ mình sẽ xuống máy nhá. Ở trên bây giờ nó nắng rồi thì mình đội gói mũ vào xong xuống để làm thôi nhá. Thì cái xe của mình bây giờ đó là xe 2,5 tấn thì anh em làm mãi anh em đã thấy rồi đấy. Cái chiều dốc của nó bình thường thôi chứ nó không dốc quá, nó cũng không cao quá. Nhưng mà cái ben của mình nó lại được cái ben của mình nó lại còn thấp ấy. Mình hạ nó không hết được. Xuống cái này mà mình không ra ngoài quá là nó sẽ bị chống đất, cho nên là nhiều khi là mình cũng phải cố một tí. Chung là lên xuống máy này cứ phải từ từ cẩn thận thôi cho nó an toàn, chứ không có là nó mà đổ huỳnh ra đấy mất công mất việc ra phải không. Ra một xuống thì bây giờ mình sẽ lên than hết cái đống đất này, vứt hết xuống dưới kia các bác nhá. Bây giờ mình sẽ đi lên làm cái góc phía trên kia. Ôi, cháu đi ra ngoài kia nữa. Ôi, ăn cơm với Tam được ạ? À? Được, nhưng mà cháu tranh thủ lâu lâu đi chơi tí. À, không được chơi tí. Đây là hai cầm. Vâng, vâng. Cứ vứt thế thùng dưới kia thôi thì bà. Vâng, vâng. Cái này chắc múc cái đống này dồn lên kia rồi. Cái chỗ này để lại cần đấy thì phải con ra xa làm đấy gì? Xa nào này bà. Có những cục đá. Thế là bà chỉ đổ đất lên trên mặt thôi. Rồi rồi. Ok nhá. Bây giờ mình sẽ lên đằng phía đằng trên này để mình làm. Đấy, mình sẽ làm giật cái đây ra, đứng ở giữa kia và mình quăng cái này quăng cái tít đằng kia luôn. Thì tranh thủ thì bây giờ nó sẽ có xe đất đổ về đây này. Thì mình sẽ làm cho nó mặt bằng cho nó gọn luôn để cho các bác ấy đổ đất cho dễ. Đây bây giờ là mấy giờ rồi? Đeo cái đồng hồ vào các. Nay sửa máy cho nên là nó có dầu mỡ ấy, mình mà bỏ nó ra cho nó yên tâm. Chắc là có cả xỉ ở đằng kia cho nên nó mới nặng như vậy. Đấy, anh em thấy ở dưới này nó là một cái ao chết. Nó không có có cái con gì nó sống được đâu ở dưới này ấy. Đấy, những cái xỉ ra này mình sẽ cào trước, ủi nó ra trước đi. Cơ bản là mình cứ làm được một cái đường để sau này ô tô nó đi lại nó không bị lún nữa là ok. Đây là đất không có xỉ này. Công trình này thì làm nó sẽ là rất là lâu dài, bởi vì hôm trước mình cũng có làm video mà xuống thăm em Hạnh ấy các bác. Thăm em Hạnh xong là mình làm lại giúp em Hạnh để chuyển cái máy kia về ấy. Quăng ở đây xong rồi lát nữa mình đủ đi cho nó tiện. Có một cái chỗ đổ xỉ như này là nó sẽ rất là tiện luôn. Người ta đổ hỗ trợ mỗi một xe khoảng độ mấy chục nghìn đấy. Nhưng mà xe người ta là đi ở cái đầu đằng ví dụ như đập một cái nhà phải không? Người ta sẽ mất chi phí để người ta thuê cái người ta bốc lên xe.
và thuê chở đi, xong lên đến đây thì người ta được hỗ trợ, tức là xe nó sẽ ăn tiền hai đầu các bác nhá. Cả đầu đổ, cả đầu xúc lẫn đầu đổ. Đấy. Người ta sẽ được ăn hai lần tiền. Nếu như mà ai làm ở thành phố thì các bác sẽ biết đấy. Bởi vì chỉ có thành phố mới có đây thôi. Còn nếu mà trong nông thôn thì người ta có chỗ đổ thoải mái thì nó đổ ra đấy không thôi. Giá cả nó sẽ khác. Chúng là làm một cái xe khoảng độ 2 tấn rưỡi hoặc là 3 tấn đi. Nó ở trong cái vùng gọi là thành phố ấy, thì làm ăn nó rất là dễ luôn. Nếu mà ai mà chịu khó quan hệ rộng một tí nữa, làm quen được nhiều người nữa thì việc không hết luôn các bác ạ. Còn bác nào mà làm về máy móc cũng vậy. Việc cứ gọi là nó cứ xoay vòng nó nhiều kiểu lắm. Không thể nào mà làm nó hết việc được. Bật cái quạt lên. Này thì mình cũng múc nó sơ sơ thôi. Lát nó đã ủi qua cái là được mà. Bởi vì là cái này mặt bằng này sau này người ta còn nâng lên nữa cơ. Nâng rất là nhiều luôn. Đống to này thì không ủi được đâu các bác nhá. Gạt bớt nó đi. Phải gạt hết những cái phần đá xỉ cho dưới trước. Đây có cái lốp ô tô. Cái lốp ô tô này mà đi được bê tông là ấy được. Rất là tiện. Cái lốp này nó còn có đáy luôn này các bác. Nhưng mà nó bị ấy rồi, nó bị rách. Người ta đổ luôn cả đáy luôn. Làm cái bồn hoa, cái này là ghét người ta làm cái bồn hoa này các bác. Có ít thì mình lại đổ nữa. Bây giờ là quăng cái phần rác rưởi vứt xuống trước. Cái này sau này mà làm cái ép cọc cái kia kìa, mình nghĩ là kéo không ép được, hoặc là phải chơi cái cọc to, bởi vì là toàn xỉ với rác cái này thì vỉa hè của thành phố các bác. Mình thấy rất là nhiều cái công trình người ta dọn ở về đang là thành phố ấy. Người ta chở ống tít thế này. Sàn nó múc sờ sờ ra là lúc là xuống. Ok,
sang đổ cái đó đống bên này trước nhá. Đống xỉ này đống trước. Cái này là hai xe nhỏ này. Mình nó có bị lệch nữa. Mày hẳn xuống dưới đấy. Anh em thấy nó tủ ghê. Lún bên này nghiêng một bên ấy là nó hay bị yếu di chuyển lắm. Kết hợp với lại ấy là nó bị lệch di chuyển, kết hợp với lại các cái động tác. Lát nữa thì đây mình đang đi như này nhá. Mình ấn xuống một cái là nó bị lệch sang một bên đấy các bác, cái di chuyển của mình nó sẽ bị lệch đi, nên là nó rất là bất tiện, kết hợp rất là khó, mà mình thì lúc nào cũng làm theo kiểu kết hợp các động tác. Lắp hẳn cái răng. Thôi, hôm nay làm một cái video ngắn như này. Được. 12 phút rồi, cũng khá là dài rồi, không phải là ngắn đâu. Mình sẽ làm một cái video như này thì chia sẻ về cái công việc hôm nay của mình như vậy. Đến buổi chiều thì mình làm ở những cái đoạn ngoài kia và hoàn thiện cái mặt bằng này thì mình sẽ quay lại tiếp video các bác nhá. Và bây giờ thì mình sẽ quay thêm một cái video ở kênh máy xúc nhỏ của Thỏ Trái Đất nữa. Dọn nốt rác ở cái công trình này, như là làm về cái phần ở giữa này. Thì công việc của mình như thế nào thì mình sẽ đều quay lại cho các bác. Đấy, thì làm tất cả những cái đào móng hay là làm những cái về sửa máy rồi thì tất cả các cái thì mình đều có làm lại video nha các bác nhá. Đấy, thì anh em cứ để lại cái comment, cái ý kiến của bác là các bác cần em làm về cái video như thế nào và về lĩnh vực gì thì em sẽ, nếu mà em lúc nào tranh thủ được hoặc rỗi rãi thì em sẽ làm cho các bác. Đào móng thì lúc nào em có móng thì em mới đào được rồi. Còn về làm cái công việc này thì thực ra là hôm nào em làm cái gì em đều quay cái đấy hết mà. Em có nghỉ đâu. Là công việc nào mình cũng có đang gọi là quay hết. Đúng vì vậy là nhiều khi anh em hay hỏi về máy móc ấy. Đấy, ví dụ như cái bệnh như này thì cũng có thể là có những cái mình biết, có những cái mình không biết được, biết được hết. Thì anh em cứ để lại comment ý kiến, mà nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh nhá các bác nhá. Rồi, xin tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Đấy, ok nhá.